Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê. Đây, mình trở lại với cái miếng lúa mình xả sau rồi. Thì đây là cũng là một cái miếng lúa giống ST25. Mình xả thì sau cái miếng hôm trước mình làm cái video mình bón phân đợt 1 cho cái lúa Đông Xuân đó. Thì cái miếng này thì con thấy là mưa rồi mình không có dặm giống lại nè, thì nó bị khá là thưa. Nhưng mà cái này thì mình đã bón phân rồi ha bà con. Mình bón 5kg rồi nè. Cho đến nay là cũng được 6 7 đêm gì rồi. Thì do cái tình hình mưa nhiều rồi nước thì cũng khá là nhiều. Mình bị mưa đó cho nên là bị thưa. Thì đây là một cái chia sẻ với bà con về cái cách để mình quản lý cái giai đoạn mà lúa mình xạ chẳng may nó bị mưa dập, bị thưa đó. Thì nếu như mình để nước lọ như thế này thì bà con thấy là cái cây lúa nó bị tim tim tim, nó không có lớn nổi ha. Thì cái miếng đất mình ở đây cũng vậy, cho nên là hôm qua mình đã tháo nước ra, mình bơm ra bà con. Tại vì bà con cứ để như vậy thì ví dụ như còn số mà cái chỗ mà nó thưa quá đó thì ốc nó sẽ tỉa thêm nữa. Cho nên là mình quản lý, mặc dù là ốc triệt để nhưng mà nó vẫn bị hao. Bởi vì nước quá thì nó không, cái cây lúa nó không đẻ chồi được. Thì bằng cách là mình tháo nước ra. Ở đây thì do cái lúa mình nó còn nhỏ, bà con thấy là nó đất nó còn trống ha. Thì mình tháo nước ra là tháo một cái giai đoạn ngắn thôi, tức là mình tháo ra chừng 3-4 ngày cho cái mặt đất nó vừa hồ lại ha bà con. Thì mình sẽ tiến hành mình cho nước trở lại rồi mình sẽ bón phân đợt 2 cho nó. Chứ bà con thấy mà lúa mình nó nước nó lo o quá, nó eo ọt quá mà bà con cứ tháo ra rồi bà con để lâu quá thì một là nếu như cái lúa đất nền lúa của mình mà nó có lúa đuôi á, lúa ma, lúa hai tầng á, thì nó sẽ lên. Cái thứ hai nữa là cỏ nó cũng sẽ lên ha bà con. Cho nên là mình chỉ tháo nước ra là trong cái giai đoạn này thôi. Thì mình tháo một cái thời gian ngắn khoảng là 3-4 ngày gì đó. Rồi sau đó mình bắt đầu cho nước trở lại để mình tiếp tục mình giữ cỏ, ém cỏ nó. Nếu không thì cỏ nó sẽ lên. Thì bà con thấy bây giờ nè. Cái lúa này xạ bữa 17 tháng 10 âm lịch, hay xin lỗi 19 ha. Thì cái này nó cũng khoảng mười mấy ngày rồi bà con. Thì bà con thấy con số chồi nè, nó đã đẻ nhánh rồi ha. Nè, bắt đầu nó đẻ nhánh rồi. Thì cái giai đoạn này nó mấy cái chỗ nà nà bà con thấy, mấy cái chỗ nà nà đó là nó bị eo ọt, bị thưa đó. Thì nước nhiều quá bắt đầu nó có con tim tim mà nó không chịu nở. Bà con thấy mấy cái chỗ này nè, nó rất là thưa luôn đó. Thì nếu như bà con cứ để nước hoài thì nó cũng sẽ không có nở nổi, không phát triển nổi. Thì buộc lòng mình phải tháo nước bỏ một cái. Rồi sau đó là cho nó mặt đất mà bà con thấy nó hồ hồ lại ha. Nó hồ hồ lại như thế này tức là cây lúa này, nó sẽ giữ được cái chân cho nó cứng cứng rồi nè. Thì cái này mình mới tháo ra hôm qua thôi. Cho nên là bữa nay nó cũng nắng nè, nó cũng trùng, nó ủi lên nè, nó cũng vừa vừa nè. Thì có lẽ là mình sẽ để chừng 2-3 ngày nữa. Vì sau khi cây lúa nó bình phục lại, tức là nó không còn ngã nghiêng nữa, thì tiếp tục mình cho nước, rồi sau đó mình sẽ bón phân vô. Thì bà con mà chẳng may mà xạ bị thưa, thì bà con phải chịu khó làm như vậy để cho cây lúa nó hồi phục cái tình trạng sức khỏe lại, giống như bị nước quá. Thì nó yếu ớt á, giống như bệnh vậy đó bà con. Thì mình sẽ tháo nước ra để cho cây lúa nó vững chắc lại. Bà con thấy là mới hôm qua mình tháo ra, bữa nay thấy cây lúa nó đặt ngọn lại này ha. Hôm qua bà con thấy nó thưa lắm. Thì cái miếng này hôm ngày mình cũng không có quay cho bà con xem á. Thì hôm nay mình sẵn đây mình chia sẻ bằng cách này luôn ha. Thì sau đó là bà con đưa nước vô lại. Tức là cái giai đoạn này mà bà con cứ để nó lò o mà nước á, ở trên cái mặt ruộng mà bà con thấy nó còn đục hoài. Bà con thấy như cái miếng bên này nè,
Thì cái lúa nó tim 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 này thấy không? Nó không có chịu lớn mà cây nó ốm tông ốm teo à. Ốm giống như người bị xin dưỡng vậy bà con. Thì nước nhiều rồi nó cứ thế hoài, cho nên là mình tháo nước ra. Bà con thấy là đây là mình mới rễ 5 kg ghê. Bây giờ nó cũng có màu xanh nha bà con. Thì cái giống ST này thì nó cũng thưa bà con. Mình xả thưa rồi, cộng thêm cái mưa nữa thì nó quá thưa. Nhưng mà nói cái giống này thì có số bà con nói là thưa thì nó mới có năng sức, không biết như thế nào đó bà con. Nhưng mình thấy thưa quá thì mình cũng quải, nhưng mà nó lỡ rồi biết sao giờ, phải kỳ công chăm sóc lại thôi. Thì sau đó là mình đưa nước mới vô cái mặt đất mà nó hơi dễ dẻ lại. Bà con đưa nước vô thì cái mặt nước nó một bữa hai bữa nó sẽ lắng trong. Mà bà con thấy là nước nó lắng trong lại, tức là cái lúa nó sẽ tốt, nó bắt phân được, mình gãy phân nó ăn được. Tại vì trong cái thời gian mà nước lò o, tại vì mình để là khi 7-8 đêm mà bị mưa rồi mình giữ nước luôn cho tới giờ. Cho nên là có một số cây mà nó ngập sâu, nó không ra rễ được. Thì cái tác dụng của cái việc mình tháo nước ra nè, để cho cây lúa nó có thể đâm ra cái rễ mới, đâm ra cái rễ cám, rễ lông, để cho nó hút phân ha bà con. Chứ bà con cứ để lò o mà mình cứ để dị hoài thì nó mình bón phân vô nó cũng có ăn được. Thường bà con nếu mà làm ruộng kinh nghiệm nhiều á, bà con thấy cái chỗ nào mà mình thấy nó cứ gò gò đó, mà cái lúa nó hơi dày một chút, mình bón phân vô cái là nó ăn liền ha. Còn cái chỗ nào thưa thưa mà nó nước nhiều nó oi á, thì bà con thấy là bón phân vô mình đổ vô đó luôn nó cũng không chịu tốt nữa. Không biết tại sao, tức là cái lý do là do cái rễ nó không có cái rễ mới, tức là rễ nó bị đen này, nó thì nó không có đủ khả năng nó hút chất phân, chất dinh dưỡng thì làm cho cây lúa nó không tốt. Còn ở chỗ nào dày dày bà con thấy là làm như là nhiều thằng quá rồi nó tranh nhau nó ăn hay sao á, cuối cùng là nó mạnh ai nó giành ăn. Thì cuối cùng mấy cái chỗ dày thì nó tốt hơn. Bà con để ý kinh nghiệm mình làm ruộng thì mình cũng thấy còn chỗ nào thưa mà bị ôi nước là thua luôn, đổ phân cho nó cũng thèm tốt nữa bà con. Nhà mình sẵn để mình quay một đoạn cho bà con xem ha, thì bằng cách mình làm vậy thôi. Để lúa thưa quá mình phải cứu lại bà con. Cái nữa là cái giai đoạn nhỏ này nếu mà thưa quá bà con cũng thúc phân cho nó nở ha. Rồi đến cái giai đoạn sau đó, đối với cái giống mà lúa mà mình xạ thưa quá đó, thì cái giai đoạn đầu thì nó hơi nặng phân, nhưng mà cái về sau thì nó nhẹ lại. Tại vì đến cái giai đoạn đón đồng trở lên thì nó nhẹ phân hơn cái lúa dày. Còn lúa dày thì giai đoạn đầu thì mình nhẹ phân, nhưng mà giai đoạn sau thì nó nặng phân. Tại vì nó nhiều cây quá, mình sau thì mình không cho ăn thì nó bông nó không có được lớn. Giống như xạ thưa thì mình nói nặng đầu nhưng nhẹ đuôi, còn xạ dày thì nhẹ đầu nặng đuôi bà con. Cái nào nó cũng vô đó thôi, làm sao đến khi mà nó trổ lên thì đủ cái số chồi trên bông, đủ cái số bông trên mét vuông thì vẫn đảm bảo được cái năng suất. Đây, video mình chia sẻ đến đây xin kết thúc. Bà con có ý kiến gì thì để lại bình luận bên dưới để mình cùng trao đổi với nhau bà con. Bà con thấy video hữu ích thì xin cho một like. Bà con nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh ủng hộ bà con. Xin mến chào bà con và hẹn gặp lại bà con ở tiếp sau.